Tamura Norihisa cho biết tình trạng lây nhiễm virus corona đang được cải thiện tại hầu hết các tỉnh thành, hiện đang áp dụng tình trạng khẩn cấp. Ông cho biết quyết định liệu có gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày 30 tháng 9 hay không sẽ được đưa ra sau khi Tủ tướng Suga Yoshihide trở về từ Mỹ. Trả lời giới báo chí hôm thứ Sáu, ông Tamura cho biết chắc chắn là số ca nhiễm virus đang giảm mạnh. Cũng theo ông Tamura, thì nếu xu hướng này tiếp tục, ông dự báo hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tiến gần đến tiêu chuẩn để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào thứ năm tới